Tiếp theo, bộ phận đó là ví dụ như bên tiên là vận tải. Vận tải. Đúng rồi. Tên là bộ phận vận tải. Còn của dịu thì ghi là CT là công trình. Tên là công trình. Của tiên cất chấm hết, của tiên thì có thế thôi. Nhưng của dịu thì phải thêm một mã nữa, đó là cho thuê nhá. Nghe chưa? Dạ. Rồi ok, xong phần này. Xong rồi thì hủy bỏ đi. Rồi. Tiếp theo chị hướng dẫn cách khai báo nhân viên vào danh mục. Từ từ chị ơi. Đây em ghi cái này chưa nha. Rồi nha, hiểu rồi nha. Chỗ nào chưa hiểu thì hay là chị nói nhanh quá thì bảo chị nói chậm. Rồi. Ngành thứ hai. Ngành thứ hai, khai báo nhân viên. Các em ghi này, nhân viên ấy thì sau này chị sẽ cho hai em bảng lương riêng để làm trên Excel và sẽ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở trên HTKK. Còn mình sẽ không làm bảng lương ở trên Visa. Riêng tất cả mọi vấn đề sau này chị dạy đều làm cân đối trên Visa hết. Từ phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định nhưng trừ lương ra. Tuy nhiên là mình vẫn phải khai báo một số nhân viên hay giao dịch trong công ty bằng cách này. Chọn là đối tượng, chọn nhân viên, chọn thứ 3. Rồi, để em sẽ ghi luôn. Đối tượng nhân viên trong thứ 3. Thêm hả chị? Thêm, mã này đánh chữ NV chấm. Hay chị hay làm NV chấm. Ví dụ như tiên thì đánh chữ tiên vào đấy. Đấy, chấm. Đúng rồi. Đúng rồi, xong đánh họ tên đầy đủ. Cách hai nhân viên nhá. Tiền sao hả chị? À, rồi. Chức danh thì bỏ qua. À, chức danh thì có ví dụ kế toán hay giám đốc còn thuộc đơn vị kìa. Còn ngày sinh các kiểu bỏ qua hết, chỉ cần những cái sao sao thôi nhá. Em nhìn thấy cái chỗ đơn vị thì có chỗ sao. Dạ. Đơn vị. Đúng rồi, thấy thấy, hiểu chưa? Nhưng như vậy là tại sao mình phải khai đơn vị là như vậy. Mình phải khai đơn vị xong tí là mình chọn những cái bước tiếp theo ấy. Nha, rồi cất. Dạ. Cất thêm và, cất và thêm. Cất và thêm. Vậy thế này, bước này ấy, khi nào về có thời gian thì cả hai cùng khai báo hết cho chị những cái nhân viên ở trong giáo trình nhá. Dạ rồi. Rồi, bây giờ nào. Sang bên giáo trình. Nhìn đến vào dòng thứ hai, đó là danh mục tài khoản ngân hàng. Bấm nhau đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, dòng thứ hai đấy. Thì ngân hàng ấy thì đương nhiên là doanh nghiệp nào cũng có một ngân hàng ít nhất. Thì bây giờ mình sẽ khai ở trên Visa này. Cái này cuối năm, một là các em có thể là sử dụng net banking để tải về, hai là cuối mỗi tháng ấy. Nếu công ty nào phát sinh nhiều thì hàng tháng phải ra ngân hàng mà lấy sổ vụ về, bởi vì là có nhiều cái hiện tượng trên thực tế khi chị làm việc thế này. Khách họ trả tiền vào tài khoản công ty các em rất nhiều nhưng không biết, bởi vì là cứ để chủ quan để cuối năm ấy mới lấy, đến khi không xử lý kịp. Cho nên tốt nhất là cái hàng tháng là mình lấy để cập nhật. Thế bây giờ ở cái trang này đấy là mình sẽ khai báo danh mục tài khoản ngân hàng ở trên Visa thôi. Nào bây giờ mình sang Visa. Chị Lam ơi, nếu mà mình đăng ký internet banking thì mình tự lấy về được hả chị? À đúng rồi, bởi vì giống như kiểu mà em dùng cái tài khoản cá nhân mà em dùng internet banking ấy thì em truy cập vào là em thấy giao dịch của nó ấy phát sinh thôi. Thì công ty cũng thế. Vậy, nhá. Vậy để em đi đăng ký, internet banking. Để mình biết là giao dịch. Rồi, bây giờ em vào phần danh mục ở trong Visa nào. Này con chị. Vào danh mục chọn ngân hàng, đúng rồi, chọn tài khoản ngân hàng. Rồi bấm thêm. Rồi, tôi cứ đánh đại diện cái số ngân hàng vào đấy đi. Số 1, 2, 3 gì đấy cũng được. Thuộc ngân hàng Á Châu thì phải. Trong giáo trình này là hình như ngân hàng Á Châu. Xong, thế thôi, cất. Bỏ qua tất cả các thông tin phía dưới. Đối với Visa thì mình chỉ cần liên quan đến những cái sao sao thôi. Còn cái không sao bỏ qua. Bây giờ trang tiếp theo. Đối với công ty nào mà liên quan đến số dư. Trang tiếp theo nào. Danh mục khách hàng nhà cung cấp. Đối với các công ty liên quan đến số dư thì cần phải khai báo danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp liên quan đến tổng hợp công nợ phải thu phải trả phía dưới đấy. Tiên với chịu có nhìn thấy không? Thì bình thường ấy, một là mình sẽ đến đâu thì mình khai báo khách hàng nhà cung cấp đến đấy. Nhưng mà vì mình đang làm toàn bộ những cái này là liên quan đến số dư thì bây giờ mình cũng vẫn khai báo khách hàng nhà cung cấp ở trên Visa này. Sang phần mềm Visa chị đi. Vào danh mục chọn đối tượng khách hàng. Rồi em ghi vô. Thêm hả chị? Thêm. Rồi đánh mã số thuế liên quan đến doanh nghiệp, bấm chữ lấy thông tin là nó sẽ tự ra thông tin. Bây giờ thử một cái thôi. Khai cho chị một cái khách hàng
rồi khai cho chị một cái nhà cung cấp thôi, không cần khai nhiều. Về nhà phải tự làm vào. Tiến nhá. Dạ. Ừ, bây giờ em khai cho bạn Diệu nhìn đi, xong rồi chị sẽ đi sang phần khác trọng tâm hơn. Cái này qua người em đi làm em làm cái này luôn rồi chị. Ờ đấy, thì cái này là em biết rồi thì thôi, chị bảo là cái này có thể bạn Tiến bạn Diệu biết rồi. Dạ. Chưa biết. Ờ thế mà Diệu là làm bên Misa gì? Cũng SME à? Misa Bumble á chị. À Misa Bumble đúng rồi. Misa Bumble là ngân sách xã. Dạ, em học thì em học nghề đó Misa gì phần mềm cái đó cũng được, những cái này em làm được hết. Ừ. Cái này đơn giản thôi, còn tí nữa cái phần quan trọng của em là phần giá thành đúng không? Vâng. Ờ, giá thành với lại phân bổ chi phí các kiểu là em không biết. Rồi, thôi được rồi, chịu khó ngồi vậy. Đây rồi nhá. Chị hay làm cái mã khách hàng đấy thì chị không để khách hàng 001, 002 mà chị hay kiểu là để theo tên. Tên hiểu không? Ghi tên tắt luôn. Không, không bỏ qua thì hủy bỏ đi. Ghi tên tắt đúng rồi đấy, ghi tên tắt. Khách hàng tắt. Chấm là ghi tên tắt của công ty ấy, giống như kiểu mà lúc nãy chị hướng dẫn đấy Tiên. Dạ rồi, ủa cái nhóm khách không, cái nhóm chị bỏ qua, không cần. Em chỉ cần cái mã thôi, cái mã nhìn thấy cái dưới mã số thuế không? Cái mã khách hàng thôi, ví dụ 123 thì đó là công ty. Ờ, mà sao em đâu có thấy cái chỗ mã khách hàng đâu ta? Dòng thứ 2 thì tăng lên. À, đấy hả? Đúng rồi, khách hàng chấm. Em viết tắt cái gì cũng được hả? Ừ, khách hàng. Đúng rồi, tắt cái nhóm ấy ạ. Ừ, thì tùy em muốn. À, cái này tên mình để mình dễ nhớ gì. Ừ, đúng rồi, cho dễ nhớ đấy, đừng có ghi là 123. Rồi. Ok, cất thôi. Bây giờ vào danh mục nhà cung cấp nào. Bây giờ tiếp theo là chị sẽ dạy về cách khai nhà cung cấp. Vào danh mục đối tượng nhà cung cấp thêm. Bận Tiên làm cho chị cái mã nhà một nhà mã nhà cung cấp nữa đi, tương tự đi. Ô thế chị quên là á? Của em nói với em nhà cung cấp là gì? Là mở cái chỗ cho thuê phô đó hả? Mở giáo trình ra. À, nhìn phía trong phía dưới đây. Mấy cái nhà cung cấp, mấy cái khách hàng, mấy nhà cung cấp thì ý của chị là em chỉ cần khai mẫu thôi. Làm theo bài học của chị, giáo trình của chị. Đúng, đúng rồi. Nhà cung cấp Phượng Lý đấy. Ơ thế Diệu ơi. Diệu. Thế em nhận công ty này là dịch vụ mấy, làm lại cho họ mấy năm hay là làm mỗi năm 2020? Công ty mới thì nộp tháng 10 chị. À, cũng tháng 10 năm 2020 à? Dạ vâng. Thế thì cái cả bản Tiên cũng mới thành lập. Thế nhưng mà chị cứ dạy cái này để cho nó bài bản ấy, có cả số dư ấy. Để đúng rồi chị. Mai còn nhận những công ty khác nữa chứ. Đúng rồi, để mai sau ngay sau nhớ mà đi làm công ty khác hay là gì đó thì mình cũng biết được kết cấu của nó ấy. Hiểu không? Kết cấu của nó là bao gồm cả số dư. Nhà cung cấp xong rồi đúng không? Bây giờ tại sao lại phải khai báo khách hàng nhà cung cấp trước là về này, nó có mục đích thế này. Bây giờ đến cái trang giáo trình tiếp theo cho chị đi. Đấy là khai về nhà, hai bạn phải khai hết cho chị danh mục khách hàng nhà cung cấp này chị này. Rồi đến chỗ tổng hợp công nợ phải thu. Phải thu, thế hai bạn học với nhau hợp quá, toàn là công ty mới thành lập. Đấy. Tổng hợp công nợ phải thu. Thế thì ở đây nó có là chị giải thích này. Đầu kỳ và ở đây là có bên nợ là 43.300.000, bên có là 5.1.000. Tức là có nghĩa là số liệu từ năm ngoái chuyển sang năm nay để tiếp tục theo dõi. Thì bây giờ em Tiên ấy nhìn click vào cái bảng cân đối tài khoản đây. Click vào bảng cân đối tài khoản ở gần dưới cùng ấy, trang thứ 3 từ dưới lên trên. Nghĩ cả bên tay phải ở dòng cuối cùng ấy Tiên. Thì bây giờ em bấm vào cái trang cuối cùng đấy thì à không, trang trên một tí nữa, dòng thứ ba trên dưới. Thì khi các bạn đi nhận một cái công ty dịch vụ nào đó thì các bạn sẽ phải nhìn vào cái bảng cân đối tài khoản của năm em nhận bằng giao ấy, năm trước, đúng rồi, để em xem. Ví dụ như ở trên đây họ nói họ nhìn, chị nhìn thấy là 131, bên nợ là 43.300.000, bên có là 5.1.000, thì em sẽ phải bảo với kế toán là phải cho em những cái chi tiết liên quan, hiểu chưa? Khi mà nhìn vào một cái 131 này, bên có thì thường thường cái công ty như là công ty của bạn Diệu ấy, công ty xây dựng ấy, là rất hay cuối năm ấy nó còn phát sinh bên có, tức là khách hàng người ta ứng trước tiền cho công ty mình,
nghe chưa? Mà mình chưa hề xuất hóa đơn cho khách hàng. Còn như phần công ty của bạn Tiên ấy, vận tải thì rất là ít, ít khi mà khách hàng đổ tiền trước vào tài khoản của mình lắm, hiểu không? Mà mình chỉ có là mình xuất hóa đơn rồi thì mình mới đi thu nợ sau thôi. Thế còn công ty xây dựng thì hay cái kiểu là bên có nhiều. Đấy, bên có nhiều có nghĩa là ứng trước tiền nhưng mà công trình chưa hoàn thành thì bên bên mình chưa xuất cho chủ đầu tư. Em chịu hiểu chưa? Cho nên bên có này là mình sẽ phải lưu ý nhá. Cách vào trên Visa. Bây giờ quay lại nào, quay lại cái trang cái tổng hợp công nợ phải thu ấy mà chị đang nói dở nào. Cách vào công nợ phải thu. Vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Trong phân hệ nhập số dư ban đầu này, nó sẽ có tất cả các phân hệ như công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả của nhà cung cấp. Tiên nhìn thấy không? Dạ. Công nợ của nhân viên, chi phí dở dang đó, và hàng tồn kho. Thì tất cả những cái này đều là số dư đầu cứ hết. Em Tiên sẽ bấm vào chữ công nợ của khách hàng. Bấm như này hả chị? Đúng rồi, bấm vào chữ công nợ của khách hàng đấy. Nhìn thấy chưa? Em bấm lộn. Tay em mới giật tay. Công nợ của khách hàng rồi bấm chữ nhập số dư. Thế bây giờ nhá, khi mình khai được thông tin ấy của khách hàng, được chưa? Thì em sẽ ghi bên nợ bên có ấy, tương ứng vào đây. Các em hiểu chưa? Nghĩa là khai báo cái khách hàng trước, sau đó mới vào bước này tự nhập số dư nợ dư có tương ứng ấy vào đây. Thế ví dụ như cái công ty này đang còn phải nợ, mình còn phải nợ của thu của họ bao nhiêu nhỉ? Ví dụ 10 triệu đi chị ha. Thì em xem ở đâu mà có cái tên công ty đấy nhỉ? Cái này em làm ví dụ. À thế à? Ok, thì ví dụ như thế đi. Rồi sau đó nhìn vào giáo trình để nhìn nào. Hiểu nhá? Sau bấm chữ cất ở dưới này.